Ê, sắp tới giờ rồi, chuẩn bị xong hết chưa mà ngồi ăn hoài vậy? Mày ngu không con? Mày biết bánh này bánh gì không? Này là bánh mì trí nhớ Doraemon. Tao mới nhập ở bên Nhật về đó con. Người Việt ngày hôm nay, tôi biết các em là những sinh viên ưu tú, là những thành phần quái thai, quái thú, quái dị, quái đản. Nhưng mà quái gì thì quái, không có quái bằng tôi đâu. Tôi nè, nhìn cái gì mà nhìn, chia ra. Vừa rồi là tiếng chuông của trường báo hiệu đến giờ phát đề cho các bạn, và sau đây sẽ có một đội ngũ hùng hậu bước vào đây phát đề bài cho các bạn. Nhìn đi đâu vậy? Tôi phát luôn nè. Tao nghi rồi. Và như các bạn đã thấy, đề thi đang được niêm phong rất là kỹ càng. Đây, dấu niêm phong vẫn còn. Đây, các bạn coi, được bảo mật rất là kỹ lưỡng, không có một chút gì gọi là lộ đề. Và sau đây, tôi xin được phép mở niêm phong. Đã mở niêm phong. Và bây giờ, tôi xin được phát đề. Thời gian để làm bài là 45 phút. Bắt đầu! Bây giờ, người nào còn tài liệu hay điện thoại thì mau chóng nộp lên đây. Đừng để tôi phát hiện ra. Nếu tôi phát hiện... Không có quái mà tôi đâu. Làm đi! Năm, bốn, ba, hai, một. Đã tới lúc bánh mì phát huy được tác dụng rồi. Không phải tác dụng này. Đúng tác dụng rồi đó em. Đây mới là bánh mì giúp trí nhớ. Còn cái mà em ăn đó là bánh mì ba bước sổ 15.000 một ổ. Đi ba bước sổ một bô. Quái bằng tôi đâu.
cho tôi. Wow. Giò đẹp đó, nhưng mà hơi rẻ. Tôi thích giò nhiều lông má ơi. Ow. Mà khoan, son mua ở đâu đẹp vậy? Xíu gà chỉ chế mua nha. Ow. Lẹ lên, khoe giò khoe cẳng. Cái này nó mới sặc sỡ hơn. Nhìn đây. Ba cái trò mèo này ha. Au. Đi khám mắt đi. Coi chừng tôi đó. Cái cục 500 này nó thiệt là lợi hại. Kéo qua A là A, mà kéo xuống C là C. Ow. Quái đó. Có quái bằng tôi đâu. Kèo dán sắt, dán một cái là cứng ngắc. Em ao. Hay quá ha. Chi cho cực cho khổ vậy, học bài đấy không chịu vì hai bạn này nè. Làm bài đi em. Khá đó. We'll be right back.
Sao vô không được vậy? Mày để hết giờ đi, rồi tao tháo bùa cho mày vô. Làm bài đi, sắp hết giờ rồi. Thầy ơi, cho em nộp bài. Hả? Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào mà không sử dụng tài liệu mà làm hết bài như vậy được. Bí mật của em là gì? Nói ra mau. Dạ thưa thầy, chỉ cần mình học thuộc bài trước khi vào phòng thi. Thưa thầy, em về. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào.